À, bây giờ em xin thả ba con cá. Ba con cá barramundi. Rồi nó giả điên nè, nó giả điên nè, con này nó giả điên nè. Ba con cá chẽm, một con cá cháo. Đây, một con cá cháo. Một con cá liệt. Ủa sao cái con này nó nằm lực lực vậy ta? Rồi nó khôi phục rồi rồi. Coi như là mình cũng thả được con cá, nó cũng khá là to đấy, ba con được 1,5 kg, hy vọng là sẽ có con to hơn nữa. Những con mà càng to là nó đã sống sót rất là lâu và có được rất là nhiều kinh nghiệm. Mình giải cứu những cái con này về tự nhiên á thì nó sẽ tồn tại tốt, kỹ năng sống của nó cao rồi, mà mình cứu nó thêm lần nữa thì nó sẽ hoàn thiện luôn cái kỹ năng sống luôn, nó thành siêu cá luôn. Và đây là một con cá đối sinh thả về tự nhiên. Trong phút chốc mình đã thả xong 8,5 kg rồi đó chị Diệu Ngân ơi. Bây giờ mình thả tiếp nè.